Xuôi hơi bát 50 lưới TVK18S anh em nhá. Bên em bóc thùng bóc hộp và test cho bác khách. Bác khách này thì tới trực tiếp cửa hàng để lấy chiếc xúc hơi này. Và như anh em có thể thấy, đây là xúc bát 50 anh em nhá. Hàng nhập khẩu nguyên con thương hiệu của lưới cao vô tích. Và em đang sử dụng cái cục đẩy LT4000 Flut. Và một kênh đánh một chiếc thôi anh em nhá. LT4000 Flut thì 1000 W một kênh. Và tất cả hàng bên em thì vừa bóc thùng bóc hộp cho bác khách đây anh em nhá. Tất cả đều hàng mới nguyên con rồi. Anh em sử dụng những hàng bên em thì anh em biết, bên em không bán hàng cũ, không bán hàng bãi, chuyên sản phẩm hàng mới chính hãng của lưới cao vô tích. Với những chiếc súp này thì giải tần nó đánh rất là súp sâu anh em nhá, tới 28 Hz. Và những con súp này anh em chơi gia đình hay anh em chơi sự kiện ngoài trời thì rất tốt, có thể lắp bánh xe luôn anh em nhá. Với những chiếc bên em đang lắp bánh xe ở phía trước mắt anh em thì anh em có thể chơi sự kiện, anh em có thể để di chuyển những chiếc súp này nó rất là dễ. Còn bình thường anh em để trong nhà thì nó cũng có chân anh em nhá, có chân cao su đầy đủ cho anh em để, và những chiếc súp này đánh cực kỳ uy lực cho anh em, tiếng phải gọi là rất là hay anh em nhá. Chơi phòng gia đình hay anh em chơi sự kiện thì quá tuyệt vời rồi. Chiếc súp này thì hiện tại bên em đang bán là 8 triệu đồng cho một chiếc và 16 triệu đồng cho một cặp. Thì anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ anh em nhá. Giá trên là giá lấy tại cửa hàng và chưa cầu phí ship. Thì thời điểm sắp Tết thì rất nhiều anh em tới trực tiếp cửa hàng để test và đặt mua những thiết bị âm thanh. Ok, mọi nhu cầu anh em liên hệ anh em nhé.